cá, ông đi bắt cá nữa rồi. Chó có bà mở hả bà mở? Đi đâu đi đâu? Bên kia có thanh niên nữa kìa các bạn. Hai thanh niên chạy đi 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 rồi bắt cá. Chạy về rồi vô luôn. Thôi anh coi vậy, hay được mấy con này. Chiến lợi phẩm đây rồi nè các bạn. Được hai ba con cá lóc với toàn nhiêu là cá rô. Có con cá rô nè con. Bây giờ ra đi đi coi anh em nó bắt chơi các bạn, nhưng cho nhảy xuống này bắt không có quay phim được mà bắt cũng không được mấy con. Các bạn ở ruộng mới biết được các bạn. Vừa nhảy xuống một cái rồi nè. Nó xình nó trơn cái giò luôn nè, nó lúng cả này sao qua nổi. Là mình tính chạy qua bên kia coi sáng cuốc bên kia với coi thằng coi tướng bắt cá rồi mình bắt luôn mà. Đang suy nghĩ cách để qua vào bên kia, nước nó sâu quá. Đây bạn, đang lên cái bờ bao. Chú Ghim. Các bạn múc đất rồi đắp lên đây. Cái này chắc là nó còn trơn á, chưa khô đâu chút. Cái này mới múc lên các bạn, nó còn ướt nên đi không được, mình phải lội dài đi kiếm cá với thằng tướng bên kia kìa. Có không nổi đâu, bị nhán thiệt luôn á. Dạ này các bạn, đất này là đây là một miếng này của mình nữa các bạn. Mình còn phía bên kia nữa đất ở đây thì còn vào đây nha chú em, coi tướng nó bắt cá các bạn. Thì ở đây là đất ở nông thôn này thì rất là nhiều nhưng mà ít có ai chịu canh tác lắm các bạn. Nó rất là cực, kể cả mình bây giờ từ xưa giờ mình đi học suốt mình cũng không có dài đầm quá, không có thời gian để mà mình làm, đâu có nuôi tôm hay là làm lúa nổi đâu các bạn, ngán lắm. Đường đi kìa nè, cái chân là đi sình chịu gì nổi, bị chảy máu chân luôn á, ốc rồi nó đâm á nè, đất như vậy nè, coi cá ủng. Đi bắt cá với con bé nhỏ, em tên gì bé? Tính hả? Tính Tuấn hả? Đâu coi anh coi đi, anh coi đi, cá lóc hả? Dạ. Cá nhỏ quá à. Phía bên này rất nhiều rau muống đồng luôn nè các bạn, thấy không? Cái rau muống này nè, hôm bữa mình có làm cái video là canh chua á các bạn. Ủa em đựng bằng cái xô rồi bạn, để chúng nhảy ra hết á. Đi bắt cá đang, mình đang sửa cái video các bạn. Thấy con bé nhỏ đi bắt cá chạy theo, quay anh xem anh, cầm lên. Đi nãy bắt được con cá rô các bạn. Rồi thanh niên đang mò nhiệt tình luôn. Thôi có còn cái gì? Con tôm hả? Cha kêu ông Tuấn. Nãy mới nghe ông nói chuyện đúng không? Dạ, nói chuyện hả? Đang mò bạn nào có rồi. Cô bạn gia lên, gia lên. Đây là mập không? Nhiều con lên em. Chu vô giò này đây nè. Cá mập các bạn. Cá chu vô quần có cá rô nữa hả? Tiếp tục luôn có cái rô các bạn ơi. Chụp lên đây nhảy đặt lên. Đây rất nhiều giò này nè. Cá rô nè. Cái này gọi là cái chọp đó các bạn. Bình thường nước nó nhiều quá là sẽ bỏ mồi vô trong đó đó. Cỡ đầu
sẽ có những con tép chân tôm vô đó ăn. Cái đầu mình dỡ lên là kiểm tra là tôm nó có nhiều hay không, tép dưới bắt những con tép đó các bạn. Đi dài dài đi chơi, quá trời xinh nè. Đó được con cá rô quay ra đi, quay tức thấy con này được ba con này. Được bốn con này. Cái này gọi là cái chảng á các bạn, có những con tôm chết nè các bạn thấy không. Đây đây, quay cho các bạn xem nè, nè nó chết đó là bởi vì giống như bây giờ người ta sẽ xả nước ra là nước nó sẽ gom xuống những cái đường mương như vậy nè, chỗ ông Tướng đang bắt cá nè, thì á là những con tôm này nó nằm trên đây, nó xuống không kịp thì nó bị chết ở trên đây không, cũng không có lớn, tôm khá là bé. Lớn các bạn. Dục lên em đó, dục lên một con nữa rồi đó, nó nằm ở chỗ này nè. Hai con cá rô nó lên đây bị chết đi các bạn, mò dục trên bờ nãy giờ đi lụm đây các bạn, rồi đem lấy cái xô bên kia coi nãy tổng hợp đây được bao nhiêu rồi. Tổng hợp là chiến lợi phẩm các bạn. Mẹ kêu gì hả? Con này biết còn sắp còn sống mà, thả nó đi, thả tôm đi. Thôi anh coi vậy, nay được mấy con này. Chiên đại phẩm đây giờ nè các bạn. Được 2-3 con cá lóc với toàn nhiêu là cá rô. Chiều về làm gì ăn Tuấn? Phơi khô sao? Sạch cái kia ruột. Muốn khô phơi khô không khô à. Là không có khô ăn ăn tươi sao? Có đồ ăn hay rồi sao em? Dạ. Rồi. Nãy mò bên kia ăn rồi. Ừ. Cái này mình lấy làm khô. Chiều thằng bé đem về làm khô các bạn. Đó. Đây các bạn. Cái này bắt được một đống cá lóc luôn nè. Còn trong đây á, trong đây là cái bịch, là bịch dây thuốc cá các bạn. Cái dây mà một cái loại cây mà có thể là người ta xây ra là khi mà tát xuống xuống cái vuông này nè, làm những con cá nó nó chết đi. Họ là dễ bắt, còn Tứng đang mò đằng kia kìa. Cũng nhiều đó các bạn. 2 4 6 8 cỡ khoảng chục con các bạn. Đây nè. Đó. Bắt vô. Cái cổ chân mà chứ. Cho các bạn biết là đi gộp nó cực khổ như thế nào các bạn. Toàn là cái chân mang giày không bao giờ đi nè. Bạn nào muốn trải nghiệm đi vuông không? Cái đất mình đi á, không khéo là cái chân mình nó bị dập cái da ở dưới lòng bằng chân á. Đi rất là khó ha. Chưa tính cái chuyện á, là nếu mà có miễn ốc đồ á, là cái chân bạn sẽ bị đứt. Đó, thấy chưa? Cái phía trước đó là cái chỗ để mà che nắng, che mưa cho những cái xuồng, cái vỏ đó các bạn. Giờ đi vô thôi nha. Đến cái dừa của mình đó, cái dừa sáng cũng đi bắt cá nữa các bạn. Chó của bà mở hả bà mở? Đi đâu đi đâu? Đi về đi, hay là ở đây làm YouTube? Về đi con. Đó các bạn. Đi bắt cá giờ không chịu về nè, đứng này chơi nè, đó nhìn. Đi về kìa. Bên kia có thanh niên nữa kìa các bạn. Hai thanh niên chạy đi rồi bắt cá. Chạy về rồi dạ. Luôn không về con kiếm đường con chắc sắp tới con buôn bán nữa. Dạ giờ đi bắt lại các bạn. Có không em? Cá rô nhỏ hả? Mà cũng còn ít rồi mà ơi, đi kiếm bé Tứng nè các bạn. Mà ơi giờ đi về bắt cá hôi đủ rồi các bạn, hồi nó lúng như lắm các bạn, chỉ cần bước xuống đây thôi là lúng cái chân mình nè. Đó chào mọi người, gửi đến mọi người một số cái hình ảnh ở đồng quê nơi mình sinh sống cho các bạn nghe không ạ.
thì đi quay phim. Thì chúc mọi người có một sức khỏe thật là tốt. Nhớ đăng ký kênh mình, like và chia sẻ video giùm mình nha các bạn. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.